bật móc 5. Ôi, anh Hai Thảo lụm được 3 con sóc. Chạy mất rồi. Còn cái tay ảnh ngoéo lại nè ba. Rất mạnh nha. Chẳng đó. Vậy là nuôi là nó còn sống đó ba. Sống rồi mà đâu có cho đồ nó, không đồ ăn đâu. Từ trên cây dừa rớt xuống luôn á anh Hai. Cái khúc dừa nó đến gian xuống gian ra cho nó bọng dừa bọng nó một kia một bọng ở trên đỏ á tôi gùng nó rớt anh khúc nè một á ừ anh khúc ở đâu à đấu hả quăng dừa gốc rồi mà thấy con mẹ nó còn chảnh hả? Thảo nhìn mấy con sóc này thảo sợ lắm, nhìn nó giống con chuột. Rồi, hẻm này thì lạnh nè, co ro luôn. Em bên đây cũng vậy luôn á. Để trên chiếc xe thì con nó to. Giờ ba Thảo để mấy con đó lên gần chỗ cây dừa để tí nữa con sóc mẹ lợi tha. Nè, nó đẻ con sóc con ở đây nè các bạn. Bọng dừa nó bọng rồi nó gãy xuống luôn á. Tí mẹ nó lại rồi mẹ nó tha nó đi đâu tha chứ. Thấy cưng ghê không? Mình sẽ lấy cái lưới này nha. Mình đậy lên. Đậy vậy nè. Rồi đậy vậy đi. Con sóc mẹ nó cũng chui vô được. Rồi mình sẽ lấy thêm lá mình che lại ha. Để mưa không có ướt. Giờ Thảo mới cắt được miếng lá chuối nè. Thảo che lại. Nè, nó đang nhảy xuống. Động mà nó kiếm con đó nè. Đó, bạn thấy không? Ôi, nó nghe tiếng của con đó nè. Mưa rồi cả nhà ơi. Chỗ mấy con sóc đang nở là ngay lá chuối vàng. Ở nhà ăn hủ tiếu luộc nha. Mới vừa luộc xong nè. Luộc cho vào miếng muối mặn mặn. Béo béo, bùi bùi, ngon lắm. Muốn ăn tuổi thơ nè. Có bột nhiều. Lúc này thì trời mưa nó tạnh rồi đó. Bây giờ Thảo ra Thảo coi coi mấy chú sóc con á được mẹ của chúng đem đi đâu chưa. Nãy Thảo che lại rất là kín. Hình như đem đi rồi. Thì Thảo mở ra nha.
Đem đi rồi nè các bạn. Trời ơi mừng quá. Vậy là mấy chú sóc con có thể sống được bên mẹ rồi. Mừng quá. Thảo vừa mua được bịch bắp 5kg. Này là bắp nếp đó các bạn. Cái này nhà vườn của người ta đó. Người ta hái vô rồi người ta đem bán. Mà người ta bán trên online nè. Thảo vô cái trang mua online của người Sadec á. Thì có gì á, thích ăn gì mình mua online. Người ta đem tại nhà luôn. Thích lắm. Bắp ngon. Bắp nếp. Hạt đều luôn nha. Cái này mình luộc hoặc là mình nấu chè hoặc nướng đều ngon luôn nha. Lâu rồi Thảo mới ăn lại bắp nếp này á. Đây là cây khế nhà mình nè. Trái nhiều lắm. Cũng rụng cũng bớt nhiều. Khế nhà Thảo là loại ngọt á. Sau cơn mưa những cái trái khế nó rụng xuống đất khá là nhiều luôn á. Cây măng cụt nhà Thảo nè. Mình trồng tự nhiên á, không có thuốc cho nên nó cũng có rầy á. Nó bám đây nè. Nhưng mà này ăn chất lượng lắm á. Nhiều trái. Trên cây bình bát có một trái đang chín nữa nè các bạn. Giờ ra cây thầm. Giờ thăm cây ổi nhà mình nha. Nhiều trái lắm. Trên đây. Thấy không? Rớt rồi. Tao hái thêm vài trái nữa tặng cô hàng xóm. Cô ấy rất là dễ thương, hay chăm sóc cây ổi nhà Thảo nè. Những cái bao, cái bọc này là cô bao lại á, thì cô ở sát đất nhà Thảo nè. Này,
vừa chín tới nè cô. Cái ổi như vậy mình hái được rồi, tại vì không có sử dụng thuốc á. Cái trái nó không có to lắm, cũng có trái to. Nếu mà mình bao kỹ, vào mùa mưa này á, nước nó đọng lại dữ lắm. Có nhiều trái nó cũng bị hư. Sai trái ghê, mà cái ổi nó cũng đâu có lớn lắm. Chắc thiếu phân quá cô. Đây nữa nè. Nhưng mà nó hư nè cô. Hư một trái. Cái này chưa, chắc hái luôn quá. Mình bữa sai trái lắm. Mà có mấy cơn mưa là bắt đầu cái nó rụng hết trơn. Mận này cũng tự nhiên nè, cho nên cũng có sâu.